Luôn yên bình từ muôn thuở đã.
Trích thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi giáo đoàn Corinto. Chúng ta mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, mặc khải vinh quang của Người. Chính Người sẽ làm cho anh em nên vững chắc đến cùng. Nhờ thế, không ai có thể trách cứ được anh em trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa là đấng trung thành. Người đã kêu gọi anh em đến hiệp thông với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa. Phaolô mở đầu bức thư với cảm nghiệm sâu xa đó.
Cho nên tiếp theo Ngài sẽ đòi hỏi Hội Thánh thực hiện. Và để được như vậy thì Thánh Phaolô nói đến việc hiện thân. Hiện thân có nghĩa là sống cộng đoàn cùng chung, chỉ nhiều người cùng chung một sở hữu, dù là tinh thần hay vật chất. Ơn tìm hiện thân với Chúa Giêsu Kitô cho phép chúng ta cùng được hưởng với người biết bao thực tại thiên liêng. Sau đó, hiệp thông cũng có nghĩa là cộng đoàn, và cộng đoàn trở nên cái nét đặc trưng của các nhóm Kitô hữu sơ khai sống hiệp thông với Đức Kitô và với nhau. Cho nên trong những ngày này, chúng ta hãy giữ lấy những cái tâm tình đó, mong đợi, nhưng mong đợi trong tin tưởng hy vọng, và để mong đợi đó được chắc chắn thì hãy luôn nhớ lời hứa của Chúa, và để đón nhận và thực hiện lời của Chúa, chúng ta phải kết hợp với nhau. Lạy Đức Kitô, Ngài là Sứ Chìa Khóa nhà David và Phu Viện nhà Israel. Ngài đã mở lòng có ai trong đường, Ngài đóng rồi ai có thể mở ra. Xin Ngài đến trên Chúa là Chúa, 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 Chúa là Chú
Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời.
Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Yeah.
Mm-hmm.